Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong bài học trước các em đã được học về phần Getting Started, phần bài học đầu tiên của bài số 10. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần A Closer Look One. Trong bài A Closer Look One ngày hôm nay, các em sẽ được học các từ vựng liên quan đến một số thiết bị trong gia đình có thể xuất hiện ở trong tương lai. Và bên cạnh đó, đối với phần kỹ năng Pronunciation, kỹ năng phát âm, các em sẽ được học về hai âm, đó là âm tr và âm tr. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một số từ vựng mới mà các em sẽ gặp ở trong bài. Và từ vựng đầu tiên mà các em sẽ gặp trong bài ngày hôm nay đó là từ TV không dây. Ta có thiết bị TV không dây sẽ được gọi là TV wireless. TV wireless. TV wireless. Trong đó wireless có nghĩa là không dây, không có dây. TV wireless là thiết bị TV không dây. Tiếp đến ta có máy rửa bát sẽ là automatic dishwasher. Automatic dishwasher. Automatic dishwasher sẽ là máy rửa chén, máy rửa bát. Ta có tủ lạnh hiện đại sẽ gọi là modern fridge. Modern fridge. Modern fridge. Trong đó modern là tính từ hiện đại và fridge sẽ là tủ lạnh. Tương tự như máy rửa chén tự động thì ta sẽ có máy giặt tự động sẽ được gọi là automatic washing machine. Automatic washing machine là máy giặt tự động. Và đối với những con robot hiện đại, con robot công nghệ cao ta sẽ gọi là high-tech robot. High-tech robot. High-tech robot sẽ là những con robot công nghệ cao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để xem thử trong bài học ngày hôm nay các em sẽ được học những từ vựng mới gì và kỹ năng phát âm liên quan đến hai âm như thế nào nhé. Now, let's start with activity 1 in A Closer Look 1. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần A Closer Look 1. Vocabulary 1. Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use an appliance more than once. Ở hoạt động đầu tiên này, các em sẽ lắng nghe và lặp lại các thiết bị được cho ở trong khung bên dưới. Sau đó các em sẽ đặt chúng vào cột thích hợp được cho. Ví dụ như cột living room, phòng khách, bedroom, phòng ngủ, kitchen, bếp và bathroom, phòng tắm. Ta xem thử. Ta có wireless TV là TV không dây. Vậy thì TV không dây sẽ được đặt ở trong vị trí của phòng khách đúng không nào? Ta sẽ kéo wireless TV vào living room. Wireless TV. Các em sau khi đã kéo xong vào cột đó thì các em sẽ nhấn chuột vào từ để chúng ta có thể nghe cách đọc của chúng và sau đó chúng ta sẽ thực hành đọc lại từ đó. Hay ví dụ như từ automatic dishwasher, máy rửa bát, chúng ta sẽ thấy nó ở trong phòng bếp đúng không nào? Ta sẽ đặt máy rửa bát vào phòng bếp, vì vậy ta sẽ kéo từ automatic dishwasher vào vị trí của kitchen. Automatic dishwasher. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử đối với các từ còn lại chúng ta sẽ đặt nó vào vị trí cột nào cho phù hợp. Và nhớ, sau khi đã đặt chúng vào vị trí phù hợp thì các em sẽ lặp lại những từ đó theo máy để chúng ta có thể phát âm từ đó một cách chuẩn xác nhất nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Match the appliances in A with the things they can do or might do in B. Ở hoạt động số 2, chúng ta sẽ nối những thiết bị ở trong cột A với những cái đồ vật, những thứ nó có thể làm ở trong cột B. Ví dụ như ở cột A ta có wireless TV, TV không dây. Vậy thì chúng ta sẽ nối số 1 này được với câu C, help us watch TV programs from space. Giúp cho chúng ta có thể xem chương trình truyền hình từ không gian, ta sẽ nối 1C. Hay như câu số ở vị trí số 2 ta có đồ dùng là automatic dishwasher, máy rửa chén. Máy rửa chén thì chúng ta sẽ nối được với D là wash and dry with dishes. Rửa và sấy khô chén đĩa, bát đĩa. Ta sẽ nối 2D. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử những đồ dùng còn lại nó có tác dụng gì. Ta sẽ nối tên của đồ dùng đó với công dụng của nó ở cột B. Và sau khi hoàn thành xong, đừng quên bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. 3. Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer questions about appliances in the house. Ở hoạt động số 3, các em sẽ làm việc theo cặp. Các em sẽ sử dụng thông tin từ hoạt động số 2 để hỏi và trả lời những câu hỏi liên quan đến các thiết bị ở trong gia đình. Ví dụ như, what does a wireless TV do? TV không dây
để dùng để làm gì? It helps us watch TV programs from space. Nó giúp cho chúng ta xem chương trình TV từ không gian, từ trong không gian. Vậy thì đối với phần bài làm này, các em sẽ trả lời câu hỏi của mình vào các vị trí bên dưới. Và sau khi trả lời xong, các em sẽ bấm nút mũi tên để chuyển qua câu tiếp theo nhé. Các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers để tham khảo đáp án cho những câu hỏi ở phía bên trên. Và tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. Pronunciation. And four. Listen to the chants. Write the words with the sound and in the table. Ở hoạt động số 4 này, các em sẽ lắng nghe bài ở bên dưới. Ta sẽ nghe bài vè ở bên dưới, bài hát ở bên dưới. Và các em sẽ viết những từ có âm tr và âm tr vào bảng ở bên dưới. Ví dụ như drops of water. Ta có từ drops of water. Drop sẽ là âm r, vì vậy các em sẽ điền từ drop vào cột r. Little drops of water, drip, 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 dripping from the cottage roof on a rainy day. I'd like to live in the countryside. Và đối với câu này, các em nghe thấy là I'd like to live in the countryside. Từ countryside có âm tr ở bên trong, vì vậy chúng ta sẽ điền vào vị trí ở cột tr sẽ là countryside. Tương tự như vậy, các em sẽ tiếp tục nghe xem thử ở cả bài như thế này thì chúng ta sẽ có những từ nào thuộc âm tr và những từ nào được phát âm là âm tr nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, hoạt động số 5, activity 5. 5. Say the words you have written in the table. Pay attention to the sounds dr and tr in the table. Can you add some more words? Ở hoạt động số 5 này, người ta nói em hãy đọc lại những cái từ, hãy nói lại những từ mà em đã viết vào trong bảng và sau đó chú ý đến những cái âm như là âm dr và âm tr ở trong bảng. Và họ hỏi em có thể thêm những từ khác có âm dr và âm tr vào bảng này không? Ví dụ như âm tr, chúng ta có từ như là từ uống là drink, hoặc âm tr ta có từ triangle, hình tam giác. Đối với phần bài làm này, sau khi đã hoàn thành xong câu trả lời của mình, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho phần trả lời của mình nhé. Well then, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay và cũng đừng quên chuẩn bị cho phần bài học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.